ghi nhận tại các trường mầm non Châu Thành, tiểu học Bùi Thị Xuân và trung học cơ sở Duy Tân ở thành phố Vũng Tàu vào sáng nay. Tất cả cán bộ giáo viên và nhân viên của các trường đều tập trung dọn vệ sinh, lau chùi đồ dùng, đồ chơi bằng xà phòng diệt khuẩn và dung dịch chloramin B. Các trường cũng chuẩn bị sẵn khẩu trang y tế để phát cho học sinh, trang bị máy đo thân nhiệt. Dốc sức và tổng lực toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên hàng ngày là vào trường để quét dọn làm vệ sinh, tổng vệ sinh trường và cũng kết hợp với lại trung tâm y tế là tới trường để phun chloramin B cho tất cả các lớp, các khu vực công cộng. Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo, các trường cũng xây dựng kế hoạch học bù phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, theo kế hoạch chung, đối với học sinh tiểu học sẽ sử dụng tuần nghỉ giữa học kỳ để học bù. Đối với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, các trường sẽ bố trí học bù vào buổi chiều. Chúng tôi sẽ thực hiện cho các em học bù vào cái tuần nghỉ giữa kỳ, bởi vì bên tiểu học là có một tuần nghỉ giữa kỳ. Còn một tuần nữa thì cũng phải đợi cái kế hoạch của cấp trên. Sắp tới thì nhà trường sẽ bố trí để dạy bù vào tất cả các buổi chiều trong tuần để đảm bảo cái tiến độ học tập cho các em cũng như là trong các cái kỳ thi sắp tới, đặc biệt là đối với học sinh khối 9 ôn thi vào lớp 10. Tỷ lệ học sinh của Bà Rịa Vũng Tàu được học 2 buổi một ngày rất cao, với bậc trung học phổ thông là 100%, trung học cơ sở là 90%, tiểu học gần 82%. Do đó, việc tổ chức học bù cho 220.000 học sinh phổ thông khá thuận lợi vì cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đủ đáp ứng. Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các trường sau khi tổ chức học trở lại, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vẫn phải tiếp tục được triển khai đồng bộ chặt chẽ. Các trường phải đảm bảo nước sạch, vệ sinh trường lớp thường xuyên, nhất là với những trường có tổ chức bán trú,